Hey, xin chào mọi người nha. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Nguyễn Hải nha. Các bạn nhớ dành cái giờ đây nhấn nút like và subscribe cho kênh của mình nha. Thì hôm nay mấy bạn cũng biết mình tụ tập đông đủ để mà đi ra ngoài kia biết làm gì nha các bạn. Thôi mà can đi, bỏ đi. Ông tướng ông không dành bộ lực đâu. Mình phải dùng nhẹ nhàng giống nha các bạn. Ok. Nhàng lắm. Cũng tại mày ngủ không nhậu, ngủ không chịu ngủ không đi giật cho mà bữa nào bữa sau ổng xuống hầm gì. Mày nghe, tao nói rồi nghe, mày ra ngoài á. Tôi giục ổng dưới nè. Mày ra ngoài bữa đó. Má mày nghe đập cái tè tè. Nội em nội. Dưới đây bạn chuyện đi đi tiếp. Chơi chứ sao? Có bộ đồ người. Rồi rồi rồi. Lấy ngoài. Nghe nè, ổng xưa xe ổng cái này tiệm lưu bu ổng sửa xe không kịp quá ra ngoài mình dọn tiệm tiếp ổng. Chổng quạo nè, ra ngoài chổng quạo. Giờ có cái cớ gì đó mình mới ra ngoài mình chổng quạo được. Mua bia nhậu. Sẵn. Đây đây có bán bia luôn nè. Có, sẵn dọn tiệm không? Nhậu luôn đi. Nhậu luôn. Lỡ rồi mình chơi cho tới luôn. Nhậu không nhậu được luôn. Mua bia này nè. Mua đi. Đi quán luôn, đi nhậu luôn. Ừ đi. Có biết nhậu đâu. Không nhậu phải uống. Ồ cực. Mình có cớ mình quậy không? Làm trong sỉnh bữa tới hồi nãy luôn nha các bạn. Cô bắt luôn á. Cái này nó bỏ cái bỏ trái luôn nha. Nè. Tao cho nhỏ uống ngọt. Cố quá. Đi gào đi. Gào đi. Gào đi. Gào đi. Gào đi. Uống miên miên bạn mình lại mình chắc chắc cầm miên miên nha. Nè, quen lâu rồi. Miên. Đi Campuchia. Tiền ai nhiều vậy? Đó xong ta đẩy cái tủ lại. Chắc ra. Tự uống lại. Tự uống lại. Chàng chú xíu mày đông lại. Đông lại. Nhậu ăn kem bảo lòng. Đó bạn, anh hai ngồi rồi bây. Anh hai thu rồi. AK thâu. Nãy vô luôn đi, vô luôn đi. Mình hơi bị quạo rồi đó nha. Trời ơi. Đi đây thử xong đỏ không? 3, 2, 1. Vô. Con máu rồi. Về trong đêm tối với chai rượu đang ở trên tay, cố gắng làm sao để cho men nó chút tay tay để không vương vương bao cảm xúc và ngọt ngào ta đã trao nhau, cố quên một hình bóng mưa bao tuôn trào, nhớ lại ngày đó ta cùng nhau vượt qua sóng gió, nào ngờ cơn gió đó cuốn người theo ai đó, còn ta nơi đây chỉ biết gửi lời yêu thương theo cơn gió đến người đó. Mở nắp vô nửa cái sao say sẩm quá. Em mới ngửi nó là say. À nó máu mừng lên rồi đó, nóng rồi. Đây đừng. Nó sao dùng bịt mỏi bỏ lắm đó. Là chạy dùng bịt mỏi. Cả ông ngoại nữa kìa. Tâm dần ta yêu lầm người yêu dối gian kia bạc tình. Trái tim ta đã vỡ tan rồi. Thế không kìa. Chỗ nữa bà lên lọc lên hả bà. Kìa anh hai dài quá thôi. Trời ơi. Con hai rồi. Đi lên. Đi lên làm gì. Nè giờ quay thằng à. Ê Dòng. Ê em định cái đó em coi bói đi. Đây, em quậy dạ. Con bói. Vô ơi. Quạo không? Quạo không? Cộng không? Cộng không? Nó đục vô trong mặt bây giờ. Dạ. Ô hàng xóm. Dạ. Dạ. Ai hàng xóm là ai bước đây nè. Mày ba nói cái hàng xóm. Tao say quá rồi, vô rồi. Say. Taxi ơi, hôm qua mới đi qua trời gì mà lấy mà taxi ơi. Mày nói gì? Hôm qua mới đi ra ngoài 20 phút biết rồi bị cách ly luôn. Thì anh hai kêu gì kìa? Kế sầm sầm một cái bát nha. Hai cái đầu anh hai ra là cái đầu ghẻ vậy á nhìn nè. Chấm có chấm không nè. Nói gì? Cái đầu ghẻ. Ờ quýnh calamen luôn bây giờ. Dạ 2, 3. Vô. Mày nhận cho bà Miên đi trước đi. Bà Miên. Bà Miên. Không chưa. Thôi bà Miên. Chúng ta là lũ quỷ ở tầng rừng sâu. Ở tận núi cao, chúng ta thương nhau. Như anh em một nhà cùng nhau trao lúa ca. Ông tính lo chuyến này đi nha. Chúng ta là lũ quỷ lao nhau. Như con cóc xấu xí, biết gọi ông trời mưa xuống. Ta như con kiến ngữ, biết nhóm đêm chiều. Ô mẹ cho ông hết mình lên. Vô. Bà ông bà. Vô. Bà nội mẹ mẹ hơn vô. Cho mình từng chân. Anh em đâu? Đó. Tập hợp đông đủ. Chuẩn bị chiến. Vô. Anh hai. Dạ anh hai. Anh hai châu. Đây nè, bây giờ anh bảy không lên tiếng là mày lo anh bảy giờ không lên tiếng rồi tao mày. Ờ bây giờ chưa lên chết, anh thu lên chết quá. À chú Tư, ở đây có chú Tư đây nè. Anh Tư. 1 2 3 dứt luôn đi, không cần phải nói gì nhiều. Vô đúng không? Ừ. Rồi anh nói đây nè. Không dám nói. Tới rồi. Đi đây. Nè, chổng mà ông tướng đi cái lon này đi. Ơ, gì em?
Vô đây. Dạ. Bữa nay anh bán. Vô. Dạ. Vô đây. Vô đây. Ờ, vô đây. Vô đây. Hai, ba, vô. Ngon nha. Ngon à. Chấm ăn chấm á. Mà nhậu ra tính. Bơ em đậm xịn. Này, vô đây. Là gì vậy? Hey vô đi. Nó quậy đầu vô đi, để nó dẹp cho. Vô đi. Trời ơi, trời nó quậy kìa. Vô đi, tôi dẹp lộn cái này cho. Từ mấy này nghe tôi chưa rồi. Đây. Ghê vậy? Ủa nghe anh. Mày có số như trời. Từ béo mày mà anh đứng mày người đó nó tức láo. Vô. Vô. Mình vô, vô ít đâu mà. Đây, mấy mày ảnh. Trời ơi, trời. Tay tổ tay nè. Ê, làm gì quá anh tính rồi. Tao làm giùm nội mày đâu. Vô. Là anh à, trời con nó quậy kìa trời. Túi heo quỳ của em nói mua được cái tên. Cái xe là tất cả chậm. Mày đó hả? Ủa là trời. Ôi trời ơi, nay ra nó quậy trời. Cả con thằng cả. Con này đó. Trời ơi. Chi được. Ông chơi. Trong này có mày không? Không. Tôi tỉnh cho đây nhất đây luôn á. Tỉnh nhất luôn hả? Ừ. Rồi, nó qua nè, nó qua nói chuyện với ông nè. À. Tỉnh là tỉnh sao? Vô. Vô đây. Vô nè. Vô. Vô. Kìa, đồ sắt không mất đeo kìa. Được. Kìa, thế giới này là của anh và anh có quyền ăn bánh canh. Bật sáng tất cả đèn xanh là anh giật đèn đỏ. Thế giới này là của chị và chị có quyền uống xách xị mà. Ta chờ vô ăn đâu vậy nè. Đồ mới vừa lấy đồ cũ.
chị đây nha. Thôi rồi mà, thôi đi. Rồi chị, cái bà thiếp này ở đâu đây chị? Anh em mình có một gia đình mà. Một gia đình. Dạ. Một gia đình. Dạ. Đi nhỏ ngoại ơi. Lại đi bay ơi, chơi gì đừng có lại đi bay. Con nhỏ này. Điều. Thôi mà. Thôi mà, đừng giận mà. Đừng giận mà. Thôi mà, thôi càng, đúng rồi. Thôi mà. Buông ra đây, buông ra đây, để anh Tấn, em buông ra coi. Đây nè, đây nè, có tài sản hình nè. Đi nè, con chú nè đó. Đó, trả anh luôn, con gái giá giọng luôn á. Anh Hải ơi, để anh xe bán. Đó là chào, vậy nó nhập thiệt luôn kìa. Vô. Anh em ơi, từ đây ra, không chết luôn rồi nè. Mãi vô, mãi vô, hàng giảm giá, hàng giảm giá. Sửa xe Hoàng Tấn. Bạo sao vậy? Chưa chữa bạo đâu, thấy còn cười chữa bạo đâu. Nữa đi. Năm xưa, cốc chủ Tiêu Giao Cốc, Phó Thiên Quai muốn đánh bại anh hùng Võ Lâm các phái để được xưng bá giang hồ. Chỉ riêng phái Võ Lan chưa vào thiên tầm thần công tổ truyền để chống lại hắn. Ông thư dạ dày lắm. Chạy nè, chạy nè. Để tôi đạn cho bông bán đồ mũ rồi ông mua mẹ hết rồi. Cũng tiền mua bia nhậu. Rồi chơi luôn. Kêu ai đỡ muốn mày đi lên tiền nhậu. Mày làm vậy mày đi rồi. Đi qua hết. Đợi đâu, đợi đâu, đợi còn sáng, đợi đâu, còn sớm. Làm gì đâu. Đi gì đây. Đi tàu. Em làm gì đâu. Mày lên tết. Thôi lên tết, lên tết, lên tết. Thôi. Có anh gì đâu? Chết à. Cái kẻ đó đâu hết trơn rồi. Thôi mà anh chết. Thôi đi bà, thôi mà. Thôi đi. Cái gì mất đi quậy luôn vậy? Thôi mà. Anh ơi, tiếp em ơi. Tiếp em lỗi này anh. Bất tử rồi vậy? Anh tôi báo. Tiếp em lỗi nè. Thôi, nó khỏi rồi. Dạ, lão sớm chân kìa. Thôi mà. Rồi anh em mà. Ờ mà áo đi mà đừng chảy mà luôn. Được rồi. Chờ đi nuôi bệnh cái gì cũng có lỗi. Đi lên gì lên được. Các bạn đi đẻ nó chờ lên. Đánh hụt chứ mà. Ê ê ê. Kiếm gì chó ông lợi gì đem đồ ổng để ngoài này xong chạy về. Kiếm gì chó ông lợi đi. Anh Viên Sơn dắt xe ông qua bệnh. Cái xe ông chồng. Để em điện tờ đồ mũ tao bán. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dính rồi. Dính đây. Đó là trời, lấy đồ đi. Alo, chú Tư, chịu đựng đi anh, chịu đựng đi anh. Bất lực với mấy ngày nữa rồi. Trời ơi, ông đây. Alo, chú Tư cho con chiếc xe lại bán đồ mũ rồi. Không chạy chỗ, chạy em tính, tấn ba chú Tư. Rồi. Anh trong lạc loài sao hoa diễn hoa thành trò. Mặt trời rung lên mang lại cánh chiến trái tim rộng lớn có cái da trong đôi mắt sầu lo bầu trời xinh ta mang là ca nhân ai đừng xa. Màu rung rời ngoài. Thì đó là chờ chủ nhà kìa. Chủ nhà bị chói là ông nội tao cự á. Ông nội tao cự. Lấy cây sắt kìa bạn. Lấy cây sắt kìa. Đó là chờ. Rồi. Tôi tỉnh nhất nè. Tôi tỉnh nhất trong đây nữa các bạn. Tôi muốn sao uống đâu mà sợ. Rồi anh em thả đi làm đi anh em. Rồi. Bị chói rồi. Thì đó là chờ tụi nghiệp thấy gây không. Quen chi quen mấy ngày. Trời ơi là chờ. Quen chi cực khổ vậy. Lấy cái vỏ cho ông thở, thở ra tôi béo rồi. Lấy ông giống vết tôi đập ông đó. Lấy vỏ cho ông thở tôi béo rồi. Lấy vỏ này cho ông thở. Ê, lửa đi nghe nó quậy kìa. Đó là ông chào, tao có dơ dò lắm mày chùi lắm vậy. Đừng có đâu, bắt ếch mà. Đợi lát nó ra tao mua mấy tiền mua bia nhậu ha anh ha. Trời ơi. Lấy ngoài ngoài kìa. Đây, đây, đây. Kìa, kìa, quýnh bài quá, quýnh bài quá. Bó, cái thằng đó. Em là tỉnh nhất đây á. Phải không? Phải.
Trời ơi, là tại nó tỉnh nhất trong đây nè. Rồi, trở lại, trở lại. Bằng ca bớ ca. Mà em giỡn, em giỡn bộ. À bữa em anh gom chắc cho em về làm chi? Bữa nay cá thù ơi. Thôi mà dọn. Thôi vậy. Gom vô hết cho tao cái này. Vậy ra được rồi, vậy ra. Thôi dọn mình lên đi ông. Đi về nó bỏ nghe, bỏ luôn, đi về luôn. Nè đem đèn về. Đi cho thiệt cái cho giả đâu mà dọn. Ừ. Về luôn. Cho ông dẹp đi. Rồi đi. Bà muốn chơi hay gì mà nhìn tôi chứ gì? Lộn gì? Cái hàng xóm mà nó còn tha nữa nè. Dù dẹp chết đi ông nội tôi nghe không? Nào dám gan lại ông đồng bọn. Nào dám gan lại ông. Thôi chú ôm mấy ông dẹp đi được không? Thôi ăn nghỉ đi. Nên mình chói ông lại đi. Bán giống ca cho được hai nhiệt. Bây giờ chói ông lại đi rồi dẹp không? Dạ đâu vô dẹp đi. Ủa là cho anh cho. Thì không? Ông không muốn bây giờ ổng đâu. Trời ơi. Lấy kẹp vô ổng nào cho bạn coi nè. Trời ơi, nào vô dụng. Nào vô dụng. Đây đây. Các bạn đừng có giỡn mặt nha, gà gừng nha. Cái gì mà nhà có bánh bánh dảnh như vậy? Đâu? Cầm ăn đây đúng không? Mà đúng không ăn? Lớn lại! Cầm ăn đâu đây? Mới lần 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 chơi đây. Mới lần lần chơi á. Chắc là coi như sao. Đấy chú cũ rồi. Đối tượng này có biểu hiện bị ngáo đá, la hét và nói những lời vô nghĩa. Ngoài ra, trên người đối tượng này chảy máu khá nhiều. Sau khi nhận được thông tin, công an đã nhanh chóng tới hiện trường giữ trật tự và ổn định giao thông. Cơ. Cấm kìa. Cấm ra ra thử coi. Làm sao mày mày chưa một thằng tỉnh nhất trong đám làm gì vậy? Này đó. Này, anh này đó, gọi, hai thu á. Cần đi dép đeo tay. Trời ơi, là sao? On the chuck, on the mic. Rồi, về rồi. Rồi chưa? Rồi. Thiếu gì không? Còn thiếu gì không? Kiểm đồ đây. Thôi, vậy, 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 vậy. Thôi, vậy. Ê, nhớ còn hết thiếu đồ á. Cái gì em nói? Đúng rồi. Kéo mưa. Mày trả thằng ơn thằng. Trời trời. Tao biết mày tỉnh rồi. Trời tỉnh nhất chơi trong những thằng tỉnh đó. Cứ nè. Lộ cao mưa coi. Lộ mưa ra. Dạ. Trả đó. Không lấy gì cho tao. Rồi quậy xong đó về anh em ơi. Dạ dạ. Chứ mình cửa chè lên bấm rồi. Tỉnh chứ. Dạ. Tỉnh chưa. Tôi thay đâu tỉnh. Được rồi, dẹp nhiêu rồi? Dẹp phải dẹp cái tớ luôn. Trời trời, trời. Đó, hồi nó dẹp rồi đó. Cũng là thằng chuyên nhất. Muốn làm gì đó, làm đi. Đây, bỏ tao rồi. Lên tức, dính nó lên tức. Nhảy với nghĩa chủ mù đó. Nhảy với nghĩa chủ mù đó.
Quánh đi anh. Quánh khó ra. Ông đang không nở ra. Rồi mày cho vô gõ luôn kìa. Cầu cà phê đó tin. Cà phê nó lại gì đâu. Này đó hả? Giúp cầu cà phê đó tin. Có gì ở lỡ ủng hộ anh đứng nghe các bạn. Có gì lỡ ủng hộ anh đứng nghe các bạn. Còn cái gì đây? Đẩy ra tới quầy nè. Mày nè. Đẩy ra nè. Đẩy ra nè. Tôi tỉnh mà. Mày gì hả chị? Ê bỏ ra. Cho mày xảy thai luôn chứ mày ra. Bỏ ra. Mày gì hả? Mày gì hả? Mày gì hả? Cái khăn lau mình của ổng cũng đợi ơi, trả cho anh đợi ổng rồi. Khăn lau mình chung ngục luôn. Tỉnh giờ tao qua, qua. Tỉnh giờ, có sang đâu tỉnh. Ca nhanh ca. Bây giờ mình sẽ ốc camera ra chứ kiếm mình ra là quýnh lộn với Tấn luôn mặt vô. Cái đó